thử má cái móc gì tôi chỗ coi sao. Đậu từ bữa mà lên clip tới giờ luôn đó. Thử khởi động đi rồi có gì không biết chỉ luôn ngay lúc này luôn nè. Đậu ở đâu à? Ừ, chắc xích cái này là được. Đây là nhú hân hoan là của một người để cho cá đam mê, xin được phép bắt đầu. Dựng cái cửa lên, đập, đập phá lên. Có nổ không? Đậu từ bữa đó tới giờ đó, biết mấy ngày không biết nữa. Tiên cho phép anh Thạch gửi đến cho những anh em đam mê đang theo dõi kênh YouTube của Thạch một lời chào trân trọng và chúc sức khỏe đến cho toàn thể anh em. Thì hôm nay là cái video clip đầu tiên đầu năm mà Thạch chia sẻ cái đam mê của mình trong năm 2021. Người hôm nay mà lên Thạch chinh phục tỉnh đam mê đến từ Tân Hồng của Đồng Tháp, và như hình ảnh của anh em xem từ đầu video clip tới giờ là những nụ cười tươi nở trên môi của người đang thực hiện cá đam mê. Và những màn mà thử xe, xem xe, test xe thì anh em cũng đã thấy rồi. Và Thạch mong rằng người tiếp theo chính là bạn. Rồi thì bây giờ Thạch mời anh em hãy nhìn lại một lần nữa gương mặt của một người vui vẻ như thế nào khi thực hiện cá đam mê. Xin mời quý vị. Hân hạnh, tại vì trong video này Thạch nói là rất hân hạnh được bắt tay với bạn, đúng không? Thì chúc mừng em đã thực hiện được cái đam mê. Và Thạch xin hỏi vài câu là khi mà đã thực hiện được cái đam mê mà mình từng hằng mong muốn thì cảm giác của mình lúc này nó làm sao để bắt tay? Hình như tim nó đập hơi loạn anh em à. Rồi thì giờ anh em mình đang được 1.400, có nghĩa là 140.000 người đang theo dõi video clip này đó. Thì em có cái lời gì phát biểu hay là nhắn nhủ với anh em để anh em làm động lực giống như em để thực hiện được cái đam mê mà mình hằng muốn không? Xin mời. Rồi bây giờ suy nghĩ là chặng đường mình chinh phục những đam mê nè, từ lúc đam mê tới bây giờ bao lâu, và trong lúc chinh phục cái đam mê nó có những khó khăn gì nhưng mà mình vẫn vượt qua được những cái đam mê. Mua được xe này vui lắm. Vui, Thạch thấy rồi, sáng giờ thấy cười là Thạch biết vui rồi. Thôi nè mà, thôi thì để Thạch nói thay luôn, tại vì nhiều anh em á ngại lên ống kính. Thì theo lời tâm sự á là theo dõi kênh của anh Thạch cũng 2-3 năm rồi để chinh phục những cái đam mê. Tiền á thì có nhưng mà không biết là mua xe ở đâu, và thật sự là có tâm sự của Thạch là chưa từng ngồi lên chiếc xì bo để mà chạy. Hôm nay là lần đầu tiên đạp máy chiếc xe xì bo và ngồi lên nó chạy. Có nhiều anh em á tham khảo rất là kỹ, cũng đã chơi qua nhiều chiếc xe rồi, thì những anh em đó là rất là đơn giản. Còn đối với những anh em mà mê thôi nhưng mà chưa biết gì về xe thì tự tin để xách mấy trăm triệu ra đi mua chiếc xe là một điều cực kỳ khó. Chính vì vậy mới lựa chọn Thanh Thạch để làm nơi thực hiện cái đam mê. Và hôm nay người này đã mạnh dạn để xách mấy trăm triệu ra để mua chiếc xe bo về sở hữu. À, Thạch nói gì đúng không? Ok, đúng. Có gì sai chỗ nào không? Không. Rồi
Bây giờ Thanh Tập xin mời toàn thể anh em hãy hướng mắt màn hình để xem qua con xe của người em này ở Tân Hồng Đồng Tháp chinh phục và sở hữu nó như thế nào. Chưa biết luôn, thấy có hình nè. Bên này nó là chỉ là cái chữ thôi chứ không có nổi cái chữ Suzuki đó. Ở đó. Cái nhận biết đơn giản nhỏ. Nó có một cái gờ cao lên, cộng này nó chỉ là nó chìm xuống thôi. Chỉ có chữ tượng trưng thôi. Rồi, thấy chưa? Nè. Thêm bộ đèn nè. Su nè không? Cái đèn này nó cũng giống nhau nhưng mà nó đâu phải su ôm em. Chỉ hai món này thôi trên lợi chiếc xe của chúng ta gần cả triệu bạc, đơn giản cái logo với bộ đèn này thôi, hơn cả triệu. Cái nào hơn cái này hơn rồi. Đúng rồi, cái của mình là đầu tiên. Và hai chiếc này chiếc nào hiểu? Chiếc này hiểu. Cái này hả? Trời, chiếc này hiểu, nó cứ đòi chiếc này hoài. Yeah. Nhìn cái từng cây cầm nè, thêm cái đơn giản nữa, cái cầm bằng trang nữa, thấy không? Tới cây cầm nha, cầm bằng trang. Nhìn cái cầm mình ơi, có cái nút lên nè, nhìn kỹ vô. Đúng rồi đó, thấy chưa? Rồi nhìn là thấy rồi đúng không? Là chiếc xe nói chung là dọn như vậy thôi, một những cái rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà muốn mua đồng chiếc xe mà dọn đúng cách như vậy á, rất là khó. Rồi chỉ cho cây bô thế nào gọi là green và thế nào gọi là low nè. Nhìn cái hình cây bô giống nhau đúng không? Nhìn là thấy nó giống rồi đúng không? Không có gì khác hết. Rồi nhìn kỹ cho ngã này. Này là hàng bít đúng không? Rồi nhìn cây bô riêng của mình nó khác chỗ nào? Không hàng chứ nó hàng. Nè thấy không? Nó có cái gảnh này thấy chưa? Đó. Riêng cái bô này không trên lệch 5-7 triệu. Bây giờ cũng là một chiếc xe dọn đúng không, mà dọn giống vậy, ví dụ như bán 195 đi, ví dụ vậy thôi, gian vậy. Còn chiếc này 200 giá đi, cái bô này không hơn 80 triệu, đúng không? Bộ đèn cái logo chịu máy nữa gần tới vốn rồi đó. Chỉ có hai món nhẹ thôi đó, chưa tính tới cầm nữa đó. Đi sâu vô cái nữa làm lỗ nè. Vô làm đổ rồi, nó xe là dùng nó như thế nào nè, thôi là cái đèn mình sẽ biết mấy đứa món đơn giản.
đi là sẽ dọn thiệt, nhưng mà dọn phải đúng phong cách, đúng hình, đúng dáng, đúng dạng bo. Hẹo đứa ơi. Rồi bây giờ cảm nghĩ, bây giờ xuất phát chưa? Cho nó lại cảm nghĩ một lần nữa nè. Đến đây với Thành làm tiền quà đúng không? Thì Thành và một người đã thực hiện được cái đam mê ở năm 2021 này. Cái video clip đầu tiên của năm 2021. Clip này là clip chia sẻ đam mê đầu tiên của năm nay. Thì hôm nay gặp được người em từ Tân Hồng Đồng Tháp đến đây chinh phục đỉnh đam mê. Từ nên Thạch mà Thạch thấy là rất là vui và Thạch nhận được rất là nhiều nụ cười từ phía người thực hiện cái đam mê. Và không còn gì để nói nữa thì xin chuyển lại lời nói cho người thực hiện cái đam mê từ Đồng Tháp. Xin mời em. Cho Thạch hỏi lại một lần nữa là khi thực hiện cái đam mê này có những khó khăn gì? Thì khó khăn không biết đường mua ở đâu hết trơn á. Thì gặp được anh thì rất là ok. Thanh Thạch xin thay mặt người đã thực hiện cái đam mê xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi video clip của anh em chúng tôi từ đầu video clip tới giờ. Và xin nhận nơi Thanh Thạch một lời chúc đầu năm 2021 với anh em, những anh em đang xem kênh YouTube của Thạch sẽ thực hiện cái đam mê trong thời gian sớm nhất, cũng giống như diễn viên chính của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ được đến, đặt chân đến nơi Thanh Thạch để sở hữu được những cái gì mà mình ước mơ từ rất là lâu rồi. Thạch xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.